Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn truy cập file từ cái .NET Seagate Fiation Go Home này mà trên Win 10 ha. Tại vì mình thấy một số bạn có gửi mail về cho mình đó, thì nói là truy cập file từ Win 10 không được, thì nó báo lỗi. Thì đây nó báo sẽ báo lỗi như thế này nè, các bạn xem mình hướng dẫn nha. Đầu tiên là mình sẽ test cho các bạn biết là cái dock của mình là mình đang thấy trong cái máy của mình ha, mình bin đó nè. Đây cái địa chỉ dock của mình nó là 192.168.1.60. Ok, vẫn thấy bình thường. Thì mình sẽ dùng nó mình truy cập file đây. Đây mình gọi cái địa chỉ IP luôn, 192.168.1.60. Mình enter. Thì đây nó báo lỗi như thế này. Thì không truy cập file được. Thì nguyên nhân chính là do các bạn Win 10 của mấy bạn á. Thì nó khi mà các bạn update lên các bạn mới nhất á, thì nó sẽ bỏ cái giao thức SMB version 1 đi, mình để cho những cái giao thức version 2, version 3 nó hoạt động. Thì bây giờ mình muốn sử dụng cái tính năng của cái dock của mình, tại vì cái dock của mình nó chỉ có hỗ trợ tới version 1 thôi, giao thức SMB version 1. Thì bây giờ mình chỉ cần bật cái version 1 trên Windows lên nữa thôi là hoạt động được bình thường. Mình tắt hết cái này ha. Thì cách làm như thế này, các bạn có thể là click chuột phải vào cái cửa sổ Windows nè, cái lá cờ nè, hoặc là bấm phím tắt là Windows rồi chữ X, mình chọn cái Draw RAM and Filter. Thì trên cái cửa sổ này mình sẽ chọn là tên Windows Filter On or Off ha. Nó sẽ xuất hiện ra cho mình một cái cửa sổ là Windows Filter. Mình sẽ kéo xuống đây. Mình sẽ chọn cái dòng đây, cái giao thức là SMB 1.0 nè. File Sharing Support, đây mình check bỏ vô cho chọn ở đây cái mình OK. Thì sau khi hệ thống thay đổi á, nó sẽ bắt mình là khởi động lại cái máy Windows của mình. Thì đối với các bạn thì các bạn cứ bấm vào Restart Now rồi khởi động lại Windows, rồi sau đó mình sẽ truy cập lại bình thường ha. Còn ở đây mình sẽ không có Restart bởi vì mình đang quay phim cho mấy bạn. Mấy bạn nào mà làm mà không được á, cứ điện thoại cái số hotline này nè, số này của mình, thì mình sẽ hỗ trợ mấy bạn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nhé.